album mình rất là thích và hứng thú với nó. Làm nhạc mà Linh đang theo đuổi thì thực sự những người mixer như chúng tôi rất là thích, vì nó có rất là nhiều đất diễn mà nó đòi hỏi và có sự đầu tư về chất xám rất là nhiều. Trong công việc thì Linh là người rất là nghiêm túc và tôi cũng khá bất ngờ về cô ấy. Âm nhạc kiểu này thì nó cá tính hơn rất nhiều so với lại cái CD đầu tiên. CD đầu tiên thì mang cái lúc nào nó cũng cảm thấy hạnh phúc và nó thấy trong sáng, thì cái CD này nó mang nó phụ nữ hơn, cái ca từ nó sexy hơn rất là nhiều lần so với lại cái CD đầu tiên. Linh là một trong những người, tôi nghĩ là gần như là đầu tiên đi theo cái con đường pop dance này. Linh, I was working with her this morning. She's understanding more character and she's learning how to like, she's finding her, I don't know how to say it, her steez, you know? Yeah, I'm gonna give it one more day because this morning she just found it. So now tomorrow we'll see the final part. Sẽ không còn những ngày tôi khóc một mình. Để cho cuộc đời của tôi phút giây bình lặng vì không có anh, một ngày của tôi sẽ bớt đi những nghĩ suy. Sáng nay chợt lòng mình thức giấc, tôi chạy vào cuộc sống mãi.